Xin chào, tôi tới từ Hàn Quốc. Các bạn có thể gọi tôi là Leo. Hãy like và subscribe kênh LDA để lắng nghe câu chuyện của tôi nha. Nhìn bộ đồng phục bóng chày trên người tôi, có lẽ bạn cũng đoán được phần nào rồi nhỉ? Tôi chưa từng bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào của đội LDA Lions. Ước mơ của tôi là được khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh ấy. Ông trời cũng không phụ lòng mong mỏi. Tôi lớn lên với một thân thể cường tráng, cùng sức khỏe tuyệt vời. Sứ mệnh của tôi là chinh phục từng cú vùng gậy. Thật ngại quá. Vẻ ngoài hoàn hảo là vậy, nhưng do năng lực quá kém nên đã 2 năm rồi tôi vẫn bị huấn luyện viên từ chối không nhận vào đội. Tuy nhiên, ngày ngày tôi vẫn có mặt ở sân tập từ sớm để khởi động cùng các thành viên. Sau mỗi buổi tập, tôi cũng là người ở lại cuối cùng để giúp thu dọn. Làm như vậy, tôi cảm thấy như thể tôi cũng là một phần của đội. Hôm ấy, tôi vẫn ở lại sân tập để nhặt bóng. Từ xa, tôi nhìn thấy một cái vỏ lon Coca ở trên ghế. Chắc là của thành viên nào đó quên vứt đi. Tung quả bóng trên tay mình, tôi vào thế, xoay người và ném bóng. Trượt. Trong những tình huống khó xử như vậy, chúng ta cần nở một nụ cười thật tươi. Tôi nhặt một quả bóng khác trong cái giỏ dưới chân lên và thử lại. Vẫn trượt. Một quả. Hai quả. Giỏ bóng vơi dần đi, mà tôi vẫn chưa ném chúng. Còn lại một quả thôi. Chỉ một quả. Tôi chần chừ nhìn mục tiêu trước mặt. Bỗng bên cạnh vang lên tiếng hút hộp sữa rồn rột. Tôi quay sang nhìn, là một cậu nhóc cao gầy, đeo kính. Hắn đứng đó từ bao giờ vậy? Hai chúng tôi nhìn nhau. Mặt cậu ta rất thái độ, nhưng tiếng hút sữa vẫn chưa dứt. Tôi chia quả bóng về phía cậu ta. Tên nhóc nhận lấy quả bóng. Chẳng cần vào tư thế, cậu ta nhẹ nhàng vung tay ném một cái. Cái vỏ lon bị ném trúng ngã chỏng trơ dưới mặt đất. Cậu ta bật cười, thực hiện cử chỉ yeah, rồi quay sang lè lưỡi như chọc ghẹo tôi. Không tin nổi vào mắt mình, cậu ta hẳn đã gặp may mắn. Tôi chạy đi đặt lon Coca vào vị trí cũ, đưa quả bóng khác cho cậu ta thử lại. Vẫn ném trúng. Một lần, hai lần, ba lần. Sau khi chơi chán, cậu ta trả lại bóng cho tôi. Muộn rồi, tôi phải về nhà đây. Khoan đã, cậu tên là gì thế? Trước đây cậu có từng chơi bóng chày chưa? Muốn vào đội chứ? Cậu dạy tôi cách ném bóng có được không? Hỏi nhiều thế thì tôi chưa biết trả lời như thế nào luôn. Elijah, chưa. Không biết được. Mặt tôi ngơ ra, đưa tay lên gãi đầu. Tôi vừa trả lời câu hỏi của cậu còn gì. Chậm hiểu thế. Cậu ấy quay lại, vẫy tay tạm biệt. Tôi vẫn đang ngơ ngác. Rồi như hiểu ra, tôi gọi với theo. Vậy là đồng ý sẽ dạy tôi ném bóng rồi đúng không? Ngày mai cuối giờ học, tôi đợi cậu ở sân bóng nhá. Chắc là có nghe thấy, tôi thấy cậu ấy làm dấu hiệu OK bằng tay. Ngày hôm sau, Elijah giữ lời, đến gặp tôi ở sân bóng. Elijah là tên nhóc thông minh. Cậu ấy đã nhận ra vì sao tôi luôn ném không trúng mục tiêu. Người cậu to như con bò mộng ấy, sao mà lực ném yếu thế nhở? Làm sao? Sợ đau quả bóng à? Mỗi ngày cậu phải luyện ném 500 quả bóng với tôi. 500 quả? Vậy tay tôi có còn là tay nữa không? Cậu không muốn được vào đội. À mà còn kỳ kèo, lên thành 600 quả. Cậu điên à? 700 quả. Tôi biết điều, ngậm miệng lại. Tôi không muốn con số tiếp tục tăng lên nữa đâu. Elijah tự thiết kế một lịch trình luyện tập và chỉ đạo tôi làm theo. Trái với vẻ ngoài nhút nhát, khi chăm chú làm việc mình thích, Elijah mới thoải mái được là chính mình. Thằng ngốc này, thấy hình tròn tôi vẽ ở đây không? Cậu phải nhắm vào nó, quên hết mọi thứ xung quanh đi. Trong mắt cậu chỉ tồn tại cái hình tròn này thôi. Ném đi. Trượt rồi, ném lại. Lại. Vẫn trượt. Lại đi. Lại. Tôi bảo ném lại cơ mà. Mệt quá, cho tôi nghỉ một tí. Cậu có 10 phút, sau đó tiếp tục. Elijah là một người thầy khó tính, nhưng chính vì điều này tôi tiến bộ rất nhanh. Cái chấm đỏ chết tiệt đó, tôi đã chinh phục được nó. Không chỉ mình tôi phải trải qua huấn luyện, Elijah cũng có phần. Cậu ấy dạy tôi ném bóng, tôi giúp cậu ấy cải thiện thể lực. Chạy bộ là phương pháp vô cùng hiệu quả. Nhanh chân lên, còn chưa hết một vòng đâu. Tôi... Cậu chạy.
chậm chút. Không, lát nữa tôi ngất. Cậu phải vác tôi về đấy. Còn lâu nhá, tự mà bò về, cố lên. Hôm nay cậu chỉ cần chạy 2 vòng sân tập là đạt chỉ tiêu rồi. Cái gì? Vẫn còn 1 vòng nữa. Tôi và Elijah gặp nhau ở sân bóng mỗi ngày. Mối quan hệ của chúng tôi cũng vì thế mà thân thiết hơn. Tôi phát hiện ra không chỉ hợp nhau trong bóng chày, chúng tôi còn cả tá sở thích chung như đọc truyện tranh và thích ăn gà rán. Cuối cùng tôi cũng tìm được một người hiểu mình. Sau một thời gian dài tập luyện, ngày đội bóng chày của trường tuyển thành viên mới cuối cùng cũng đến. Một bài test cho chúng tôi. Tôi với vị trí ném bóng và Elijah thì vào vị trí bắt bóng. Chúng tôi đã thể hiện khá tốt. Sau bài test, chúng tôi nhận được sự ghi nhận của huấn luyện viên. Thời điểm được trao cho bộ đồng phục chính thức của đội. Do vui mừng quá, tôi đã nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Elijah, khiến cậu ấy suýt ngã. Tôi mời Elijah về nhà mình mở tiệc ăn mừng. Chúng tôi gọi rất nhiều đồ ăn, xếp đầy một bàn. Tôi vừa vào bếp lấy đồ, bên ngoài đã nghe thấy tiếng em gái tôi hét lên. Này, anh là ai mà lại ở trong nhà tôi thế? Tôi nhanh chóng chạy ra xem. Nơi tôi thấy Elijah đang rúng gió ở một góc bàn. Cậu ấy có vẻ hoảng sợ. Cũng phải thôi, nhìn bộ dạng này của con bé, tên nhóc nào trông thấy mà chẳng sợ. Có lẽ con bé vừa đi tập về. Elijah lắp bắp, xua tay. Tôi là bạn của Leo. Tôi xin lỗi vì đã gây ra một mớ hỗn độn. Tôi sẽ dọn dẹp mọi thứ. Tôi đẩy đầu chai dầu một cái. Con nhóc này lớn tiếng với ai đấy hả? Đây là vì cứu tinh của anh đấy. Nếu không nhờ cậu ấy thì anh không vào được đội bóng đâu. Tôi túm vai Elijah, kéo cậu ấy đứng lên, giới thiệu. Đây là em gái mình, Che Young. Chào em, anh tên là Elijah. Rất hân hạnh được gặp em. Đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Bọn anh mua nhiều đồ ăn lắm. Em ấy gật đầu rồi rời đi. Elijah đưa miếng pizza lên miệng, vừa nhai vừa hỏi tôi. Em gái cậu học boxing lâu chưa? Em ấy dữ thật đấy. Chắc cũng 3 năm rồi. Mình nhớ có lần con bé từng đánh cho thằng nhóc trêu chọc nó sợ đến té ra quần cơ. Thằng nhóc đó đã làm gì? Nó bảo con bé không nữ tính. Đã vậy còn đánh đấm như đàn ông nữa cơ. Miếng pizza rơi xuống, Elijah mắc nghẹn. Cậu ấy vỗ ngực hò sặc sụa. Tôi ôm bụng cười lăn lộn. Sau khi trở lại, Che Young ngồi cạnh Elijah, đẩy ly nước về phía cậu ấy. Elijah cầm lên uống, gật đầu cảm ơn. Em ấy quay sang nói với Elijah. Trêu chọc vị cứu tinh của mình, vui lắm phải không? Em ấy quay sang Elijah. Đừng tin lời anh ấy. Thằng nhóc ấy bị đánh vì cố tình ngáng chân em. Elijah gật đầu lia lịa, còn phụ họa. Tháng đời, bị đánh là đúng rồi. Thật ra anh thấy con gái tập boxing rất là ngầu luôn. Tôi cố nhịn cười. Elijah lúc này đang sợ chết khiếp. Nhìn cách cậu ấy lắp bắp là hiểu. Tôi yên tâm rồi. Cậu bạn thân của tôi không thể nào thích em gái tôi được. Ba chúng tôi ngồi ăn uống vui vẻ. Elijah vẫn rụt rè. Lâu lâu tôi lại nghe thấy Che Young lớn tiếng. Anh ăn nhiều vào Elijah. Gầy như thế, làm sao đủ thể lực để vào đội bóng chày? Anh ăn đây. Điều không ngờ ở đây là em gái tôi có vẻ rất để ý Elijah. Buổi tối, Che Young đã dò hỏi thông tin của cậu ấy từ tôi. Sao chưa bao giờ thấy anh nhắc về Elijah vậy? Thì em có bao giờ hỏi anh đâu. Trước giờ em cũng đâu quan tâm anh kết bạn với ai. Thì giờ em đang hỏi này. Em sợ anh trai ngốc nghếch của em bị người xấu lừa gạt thôi. Tôi mắc bẫy của em ấy vì câu nói này. Tôi lập tức phủ nhận. Tôi kể em ấy nghe về lần đầu gặp gỡ ở sân bóng. Em ấy cười khúc khích, luôn miệng khen Elijah. Sau khi em ấy rời đi, tôi mới nhận ra mình vừa bị lừa rồi. Không phải Che Young đã thích bạn thân của tôi rồi đấy chứ. Một viễn cảnh hiện ra trong đầu tôi. Che Young trong trang phục boxing ngoắc tay, Elijah đang đứng cạnh tôi. Đột nhiên lon ton chạy lại chỗ em ấy. Elijah bỗng hóa nhỏ xíu, ngồi đung đưa trên vai Che Young. Hai người bỏ đi mất, chỉ còn tôi ở lại khóc lóc. Lắc lắc đầu, Che Young không được cướp mất bạn thân của tôi. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã để bọn họ gặp nhau. Tôi quyết tâm làm mọi cách để ngăn Elijah và Che Young có cơ hội chạm mặt. Không cho Elijah vào nhà đợi mình. Cố tình lờ Che Young ở trên đường khi em ấy chạm mặt bọn tôi. Một buổi chiều, tôi và Che Young đi mua sắm. Lúc đi ngang qua một con hẻm, chúng tôi nghe thấy tiếng tranh cãi. Tôi và em gái cùng ngó đầu nhìn vào con hẻm. Anh, đó là Elijah.
Hả? Là cậu ấy thật sao? Chết tiệt! Này! Mau buông anh ấy ra! Em gái tôi lao đến xử hết đám côn đồ. Chúng bỏ chạy tán loạn. Một tên bị Trẻ Giang túm lại. Hắn quỳ xuống. Tôi sai rồi, hãy tha cho tôi! Trả cái túi đây! Hắn ta vội vàng đặt cái túi xuống, đang định bỏ đi, lại bị Trẻ Giang giơ tay dọa đánh. Cả tiền nữa! Muốn chết hả cái thằng này? Hắn ta lục lọi trong túi, ném sắp tiền xuống đất, rồi chạy như ma đuổi vậy. Elijah vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ấy run rẩy tựa vào tường nhìn Trẻ Giang, miệng lắp bắp. Cảm ơn hai người. Nhìn bộ dạng cậu ấy, chúng tôi phải hộ tống Elijah về tới nhà. Tối hôm ấy, Elijah rủ tôi ngày mai đi chọn quà tặng Trẻ Giang cùng cậu ấy để cảm ơn sự giúp đỡ. Sáng hôm sau, tôi và Elijah có mặt ở trung tâm thương mại. Rốt cuộc, cậu có biết em gái cậu thích cái gì không vậy? Nói thật là mình không rõ lắm. Sao không nói sớm từ đầu vào cái thằng này? Mình nghĩ ra rồi. Đến cửa hàng bán dụng cụ thể thao đi. Tôi bị Elijah kéo đi một mạch. Cậu ấy dừng lại ở khu đồ tập boxing, đứng trước những chiếc găng tay đủ màu sắc. Elijah huých vai tôi. Cậu ấy muốn biết em gái tôi thích màu gì. Cậu mua găng tay cho em ấy để làm gì? Lần trước mình thấy cái em ấy dùng cũ rồi, nên muốn mua tặng em ấy một cái mới. Màu đen được không? Hay màu trắng? Nhìn Elijah tỉ mỉ lựa chọn quà để tặng Trẻ Giang, tôi nhận ra cậu bạn thân cũng có ý với em gái mình. Tôi phải tìm cách ngăn cản cậu ta và em gái mình trở thành một đôi. Tôi kiếm cớ. Đó là đôi găng tay may mắn, em ấy không chịu dùng đôi khác đâu. Đừng mua làm gì tốn tiền ra. Cậu ngốc thế. Găng tay may mắn thì chỉ dùng để thi đấu thôi. Đôi này em ấy có thể dùng để luyện tập. Chính tôi cũng bị lý do Elijah đưa ra thuyết phục. Tôi chỉ vào một cái găng tay. Màu hồng. Em gái mình thích màu hồng. Elijah nghi hoặc nhìn tôi, giơ chiếc găng tay màu hồng lên. Cậu chắc chắn chứ? Tôi giơ ngón cái, làm một bộ mặt đáng tin, gật đầu lia lịa. Elijah mang chiếc găng tay tới quầy thanh toán. Tôi vui mừng trong lòng. Không biết là Trẻ Giang thích màu gì nhất, nhưng màu mà em gái tôi ghét nhất lại chính là màu hồng đấy. Chọn quà xong, chúng tôi trở về nhà. Đúng lúc gặp Trẻ Giang ở cửa. Tôi nháy mắt với Elijah, rồi vọt lên phòng. Từ cửa sổ nhìn xuống, tôi chứng kiến tất cả. Trẻ Giang mở hộp quà ra. Tôi âm thầm chờ em gái mình sẽ nổi điên. Nhưng không có gì xảy ra cả. Con bé nở một nụ cười dịu dàng với Elijah và ôm chặt món quà trong lòng. Tôi vừa được phát cho tấm thẻ người anh trai tồi tệ của năm. Thì ra, nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ của em gái, tôi luôn cho rằng em ấy ghét màu hồng. Ai mà ngờ rằng đó lại là màu yêu thích của em ấy. Mối quan hệ của hai đứa tốt hơn từ khi nào, tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ nhớ vào ngày tốt nghiệp của tôi, mẹ và Trẻ Giang đều có mặt để chúc mừng. Con bé ôm trong tay một bó hoa, trưng ra gương mặt chán ghét khi mẹ bắt hai anh em chụp chung một bức ảnh. Tôi khoác vai em gái mình, nhìn vào bó hoa trên tay con bé. Sao còn chưa đưa nó cho tôi nhỉ? Từ phía xa, Elijah vẫy tay chạy tới. Cậu ấy muốn chụp ảnh cùng chúng tôi. Trẻ Giang nở nụ cười rạng rỡ, đem hoa tặng cho cậu ấy. Thì ra là vậy. Lúc ba chúng tôi đứng chụp ảnh, em ấy còn đẩy tôi tách ra, khoác tay lựa vào Elijah. Sau ngày tốt nghiệp, bạn thân và em gái tôi đã chính thức hẹn hò. Vì sao tôi phát hiện ra ư? Một buổi tối, tôi vừa bước chân ra cửa đã gặp Elijah. Cậu ấy có vẻ đang đợi ai đó. Sao cậu đến đây? Hôm nay chúng ta đâu có hẹn đâu. Thực ra mình đến gặp. Trẻ Giang chạy đến khoác tay của Elijah. Anh ấy đến để gặp em. Găng tay hồng. Anh đợi em có lâu không? Anh vừa mới đến thôi, bé yêu. Mình đi trước đây. Tạm biệt Leo. Hai người họ rời đi. Đứng tại chỗ, tôi nổi hết da gà. Găng tay hồng. Bọn yêu nhau đúng là bị điên rồi. Elijah hẹn hò với Trẻ Giang cũng đồng nghĩa với việc thời gian đi chơi với tôi sẽ ít lại. Nhiều lần, Elijah còn vắng mặt trong buổi tập luyện. Điều này khiến tôi rất bực. Đã vài lần tôi thử phá đám buổi hẹn hò của hai đứa nó, khóa cửa nhốt Trẻ Giang trong phòng vệ sinh, trộm mất vé xem phim của Elijah. Nhưng đỉnh điểm phải kể đến, một lần tôi nói dối Elijah rằng mình đã vô tình làm rơi chiếc vòng mà Trẻ Giang thích nhất dưới hồ bơi. Tôi muốn cậu ấy cùng tôi tìm kiếm. Nhắc đến món đồ quan trọng với Trẻ Giang, cậu ấy chẳng ngần ngại mà lặn xuống nước để tìm.
Trong lúc ấy, tôi lén leo lên trên bờ và lẻn đi chơi. Đến khi em gái tôi than phiền vì việc nhắn tin mãi mà Elijah không trả lời, tôi mới nhớ ra và quay lại tìm cậu ấy. Elijah vẫn đang lặn ngụp dưới nước. Lúc này, tôi mới nhận ra Elijah có thể làm mọi thứ vì em gái của tôi. Kéo cậu ấy lên bờ, tôi định giải thích với Elijah thì cậu ấy đã ngất đi. Tôi vội cõng cậu ấy vào bệnh viện. Ngồi bên giường bệnh, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Tôi thức suốt đêm để canh chừng cậu ấy. Khi Elijah vừa mở mắt, câu đầu tiên cậu ấy hỏi tôi: "Đã tìm thấy chiếc vòng cho Chaeyang chưa vậy?" "Mình xin lỗi Elijah, mình đã nói dối cậu. Không có chiếc vòng nào bị rớt xuống hồ bơi cả." Elijah nghe xong không hề giận. Cậu ấy cũng xin lỗi vì thời gian này đã bỏ mặc tôi. Đúng lúc này, em gái tôi chạy tới cùng với một đống đồ túi lỉnh kỉnh bên trong toàn đồ ăn. Nhìn cô em hung dữ của mình đang dịu dàng chăm sóc cậu ấy, tôi nhận ra mình đã ích kỷ thế nào. Tôi đúng là ngốc mà. Bạn thân, hẹn hò với em gái mình thì đã sao chứ? Chẳng phải mối quan hệ của chúng tôi sẽ càng thân thiết hơn à?